Sáng ngày 23 tháng 2, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang cùng đại diện công ty chuyển phát nhanh BEST phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện An Phú tổ chức hành trình cơm no đến trường cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến dự có ông Nguyễn Văn Thao, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Tại hành trình cơm no đến trường do công ty chuyển phát nhanh BEST tài trợ, các đơn vị đã trao tặng 70 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao 30 phần cho hộ dân nghèo trên địa bàn thị trấn An Phú, mỗi phần 20kg gạo, tổng trị giá trao quà 24 triệu đồng. Hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho nhân dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới.